ta sẽ bắt đầu vòng 1 với câu hỏi thứ nhất. Đây là câu hỏi trong cuộc khảo sát 100 người, có 6 đáp án trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người trả lời các đáp án đó. Câu hỏi như sau. Theo bạn, môn thể thao nào vận động viên phải đội nón bảo hộ khi thi đấu? Có không vào bảng điểm. Chính xác, 21 người trả lời. Mười bảng điểm. Không có, rất tiếc. Mười bảng điểm. 21 người đồng tình. Rất tốt. Hãy xem có hay không. Hay lắm, 9 người đồng tình. Kết quả khảo sát. 9 người đồng tình, rất tốt. Xin mời bảng điểm. Hay lắm, 5 người trả lời. Có hay không ạ? Chính xác, 32 người đồng tình. Xin chúc mừng, bạn trả lời rất hay và đã mở hết tất cả kết quả khảo sát của câu hỏi này. Vậy là xong câu hỏi đầu tiên, kết quả như sau. Chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ hai của chương trình, ghi điểm số nhân đôi. Hãy kể tên một thứ rất dễ tan chảy. Bạn trả lời là nước đá. Có hay không bằng điểm. Chính xác. Và đây cũng chính là ý kiến có nhiều người tham gia khảo sát ghi đến nhất. Bạn nói là kem. Có không bằng điểm. Hay lắm, 25 người đồng tình. Có hay không bằng điểm. 13 người đồng tình, rất hay. Sữa chua, xin mời bảng điểm. Xuất sắc. Có không bằng điểm. Quá đỉnh. Kết quả khảo sát. Quá xuất sắc. Và đó là tất cả đáp án khảo sát của câu hỏi này. Xin chúc mừng, bạn đã trả lời rất xuất sắc. Vậy là kết thúc vòng 2, số điểm của bạn như sau. Amazing. Ta sẽ đến với vòng cuối cùng với số điểm Việt Nam. Theo bạn, người ta có thể đi du lịch bằng phương tiện gì? Xe lửa. Có hay không bằng điểm. Hay lắm, 16 người đồng tình. Xe hơi. 10 bằng điểm. 15 người trả lời. Rất tốt. Xin mời bảng điểm. Vâng, rất tiếc. Xe buýt. Có không bảng điểm. 11 người đồng tình, rất tốt.
nói, máy bay, để xem có hay không. Hay lắm. Và đây cũng chính là ý kiến có nhiều người tham gia khảo sát ghi đến nhất. Khảo sát. Chính xác, 9 người trả lời. Xin mời bảng điểm. Không có, rất tiếc. Còn một đáp án mà bạn chưa đoán được, hãy xem đó là gì. Đáp án ở ô số 6 chính là tàu điện. Bây giờ chúng ta hãy xem sau 3 câu hỏi bạn đã ghi được bao nhiêu điểm. Xin chúc mừng, bạn đã giành được tiền vào vòng đặc biệt. Mua hàng miễn phí ship, hôm nay Shopee. Miễn phí ship có Shopee, mua gì cũng được free ship hết đây. Miễn phí ship có Shopee, mua gì cũng miễn phí ship bên nhà. Miễn phí ship có Shopee, mua hàng là miễn phí ship hết đây. Miễn phí ship có Shopee, mua gì cũng miễn phí ship bên nhà. Miễn phí vận chuyển có Shopee, miễn phí ship có Shopee. Miễn phí ship có Shopee, mua gì cũng miễn phí ship bên nhà. Mua hàng miễn hết phí ship có Shopee. Chào mừng các bạn trở lại trò chơi khảo sát 100 vòng thi đặc biệt. Để chiến thắng vòng thi này, bạn phải đạt được 200 điểm sau 2 lượt trả lời 5 câu hỏi. Lưu ý, câu trả lời ở 2 lượt không được trùng khớp nhau. Nếu câu trả lời của bạn bị trùng, bạn sẽ nghe âm thanh. Nhiệm vụ của bạn lúc này chính là phải nhanh chóng thay đổi ngay câu trả lời. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Ngoài hải cẩu, hãy kể tên một loài động vật bắt đầu bằng từ hải. Dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Nuôi con gì mà bạn không cần phải tắm cho nó? Trái cây nào người bán thường cắt sẵn và cho vào hộp? Các cô gái thường tặng loại mỹ phẩm nào cho các chàng trai? Chúc mừng bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi, và bây giờ chúng ta sẽ xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Câu hỏi đầu tiên, ngoài hải cẩu, hãy kể tên một loài động vật bắt đầu bằng từ hải. Và bạn trả lời. Kết quả. 32 người trả lời. Câu trả lời rất hay, điểm số rất cao. Câu hỏi số 2, dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Bạn đã nói là. Sổ mũi. Để xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 34 người trả lời. Số điểm rất cao, chúc mừng bạn. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, nuôi con gì mà bạn không cần phải tắm cho nó? Và bạn nói là, để xem có bao nhiêu người đồng tình với bạn. Rất tiếc, đã không có điểm nào. Câu số 4, chúng tôi hỏi, trái cây nào người bán thường cắt sẵn và cho vào hộp? Bạn đã nói, mấy người sẽ nghĩ giống bạn. 25 điểm. Rất tốt, chúc mừng bạn. Và câu cuối cùng, các cô gái thường tặng loại mỹ phẩm nào cho các chàng trai? Và bạn nói rằng, nước hoa, khảo sát. 28 người trả lời, số điểm khá cao. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành khá tốt phần thi thứ nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi thứ hai vòng thi đặc biệt bắt đầu. Ngoài hải cẩu, hãy kể tên một loài động vật bắt đầu bằng từ hải. Dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Nuôi con gì mà bạn không cần phải tắm cho nó? Trái cây nào người bán thường cắt sẵn và cho vào hộp? Các cô gái thường tặng loại mỹ phẩm nào cho các chàng trai? Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong lượt thi thứ hai.
Mời bạn theo dõi kết quả trên bảng điểm. Câu hỏi thứ nhất, ngoài hải cẩu, hãy kể tên một loài động vật bắt đầu bằng từ hải. Và bạn trả lời là... Số điểm 25 điểm. Rất tốt. Câu số 2, chúng tôi hỏi, dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho chúng ta nhận biết bệnh cảm cúm? Bạn đã trả lời là... Hát hơi. Hãy xem mấy người đồng tình với bạn. 22 người đồng tình. Bạn trả lời rất hay. Ở câu hỏi này, câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất cũng chính là câu trả lời của bạn. Sổ mũi, 34 người trả lời. Chúng tôi hỏi, nuôi con gì mà bạn không cần phải tắm cho nó? Và bạn đã nói là... Khảo sát. Câu thứ tư, chúng tôi hỏi, trái cây nào người bán thường cắt sẵn và cho vào hộp? Bạn trả lời, bạn nghĩ là dưa hấu. Kết quả, 11 người trả lời. Đáp án được nhiều người trả lời nhất ở câu hỏi này cũng chính là đáp án bạn đã trả lời, xoài, 25 điểm. Và câu hỏi thứ năm, các cô gái thường tặng loại mỹ phẩm nào cho các chàng trai? Bạn đã trả lời. Câu trả lời của bạn là lăn khử mùi. Khảo sát. Mười điểm. Với câu hỏi này, ý kiến có nhiều người trả lời nhất cũng chính là ý kiến bạn đã nói. Nước hoa, 28 điểm. Chỉ cần thêm một vài điểm nữa thì bạn đã là người chiến thắng. Vâng, rất tiếc. Mua hàng miễn phí ship, hô lên Shopee. Miễn phí ship qua Shopee, mua gì cũng được free ship hết đây. Miễn phí ship qua Shopee, mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Miễn phí ship qua Shopee, mua hàng là được free ship hết đây. Miễn phí ship qua Shopee, mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Miễn phí vận chuyển qua Shopee, miễn phí ship qua Shopee. Miễn phí ship qua Shopee, mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Mua hàng miễn hết phí ship, có Shopee.